Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Mini World Trung Quốc. Hôm nay trong cái clip này thì mình sẽ xin chia sẻ thêm một vài cái thông tin mà có thể bạn chưa biết ở trong Mini World Trung Quốc ha. Và cũng như tiêu đề ấy, thì mình sẽ nói về một cái nội dung đó chính là con lợn rừng ở trong Mini World có thật sự là có hay không. Và trước khi đến với nội dung chính ấy, thì các bạn hãy bỏ ra 3 giây để bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và có lẽ là chúng ta sẽ đến với cái nội dung chính ngay thôi nào. Hôm qua thì tình cờ mà mình kiểu ngồi lướt lướt ấy, thì mình có thấy một tấm hình, và trong cái tấm hình này thì có một cái hình ảnh, đó chính là con dã nhân cưỡi con heo rừng các bạn ạ. Đấy, thì ở cái con heo rừng này thì đây là một cái phiên bản, tấm hình này là phiên bản khá là lâu rồi, nó được chụp lại và có vẻ như là người ta bảo rằng là hồi xưa đã từng có cái con heo rừng này các bạn ạ. Thì kiểu như đây là một cái thông tin mà mình muốn tìm hiểu và muốn chia sẻ với bạn thôi. Không biết là hồi xưa các bạn nào mà chơi phiên bản những thời gian đầu chưa thì có thấy con heo rừng hay không. Tại vì ở trong tấm hình này á, tất cả các nhân vật đều có trong game cả. Nếu như các bạn để ý thì chúng ta có Kaka, rồi tù trưởng, cả đội trưởng, tù trưởng Tom, rồi mấy con thú các thứ đều có trong cái tấm hình này hết. Nhưng chỉ riêng mỗi con heo rừng này không xuất hiện thôi. Cái con heo rừng này á, thì người ta bảo là nó là con thú cưng của con dã nhân các bạn ạ. Và nó khá là hiền lành. Mình thì mình cũng không biết là có thật sự là có hay không, nhưng mà nếu như mà có thì quả là thật sự là rất là hay luôn. Tại vì chúng ta có con heo, nó không phải là con heo nhà các bạn. Tại vì con heo nhà á, là nó ở dưới chân cái con khủng long, con rồng tốc độ rồi, và cái con này là với con heo khác nữa. Nhưng mà không biết vì lý do gì thì người ta có vẻ như là Mini World họ bỏ cái con heo này đi. Mình không nghĩ rằng là họ sẽ vẽ chơi đâu, tại vì ở phía bên Trung Quốc thì các bạn ấy nói khá là nhiều là đã từng có con heo này, nhưng mà không biết là phiên bản nào có thôi. Và đó là một cái thông tin mà mình thấy khá là thú vị, muốn chia sẻ cho mọi người ha. Thì theo các bạn, không biết là Mini World của chúng ta ở phiên bản trước có thật sự là có con heo rừng này hay không ha, thì hãy comment phía dưới nhé. Và chắc là bây giờ mình sẽ chuyển đến một cái nội dung thứ hai, đó chính là những cái điều mà thông tin mà các bạn cần phải biết ở trong Mini World ha. Tại vì nó đã có một vài thứ mà nó thay đổi nhỏ, nhiều khi là anh em không biết đâu. Let's go nào. Một thông tin về cái con cua kỳ cục này thì có thể bạn chưa biết á, là nó là một trong những con có thể phá được đá các bạn ạ. Khi mà nó nghe tiếng động mà chúng ta đào hố hay là phá đá gì đấy thì nó sẽ lại ha. Đây, mình sẽ thả một loạt bé cua lửa này ha. Sau đó thì mình sẽ đặt một ít đá ở trên này, kiểu như là mình che đi ấy. Đây, bây giờ mình sẽ đập mấy khu đất này nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó phá đá chưa? Này. Đây này, bây giờ mình sẽ đập đoạn này này này. Đấy đấy, mình không biết lý do là vì cái lý do gì mà khiến tụi nó kiểu như điên cuồng chạy đến cái hướng mà mình đập mấy cái khối đất này như vậy. Nếu như các bạn để ý ấy, thì khi mà mình đập những cái khối đất này ấy, thì chúng nó sẽ đi theo mình. Không biết là lý do gì, nhưng mà có vẻ như là tụi nó thích những cái việc mà chúng ta đập đất các bạn ạ. Đây là một cái việc mà cũng khó hiểu, chưa giải thích được. Chưa tìm ra được nguyên nhân là tại sao nó lại đi theo mình khi mà mình đập khối đất vậy. Và có vẻ như tụi nó đi theo bầy cơ các bạn ạ. Và tụi nó sẽ đập những cái khối đá này khi mà ngăn cản chúng nó ha. Chúng nó đập hết các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn thấy nó đập đất chưa? Đấy. Đó đó đó, bọn này thật là khỏe các bạn. Có một phát là đi luôn khối đá. Thì đây là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với bạn. Không biết là bạn nào biết là lý do vì sao mà mấy con cua kỳ cục này nó lại kiểu như có sở thích kỳ lạ hay không. Thêm một thông tin khá là thú vị nữa với cây pháo này. Có vẻ như là cây pháo này đã được búp nhẹ các bạn ạ. Không biết là có đúng hay không nhé, các bạn thử coi cho giúp mình. Tại vì vốn dĩ cây pháo này ở phiên bản này á, thì nó đã không cho chúng ta khảm đá rồi. Thì trông thì có vẻ thì hơi yếu thật, hơi buồn thật. Nhưng mà họ bù lại họ sẽ cho chúng ta thêm một cái hiệu ứng nữa, thì đó chính là hiệu ứng là đánh rồng bật lùi ra xa ha. Mình không nhớ rõ là hồi xưa là phiên bản của chúng ta có việc có đánh rồng lùi ra xa là không. Hình như là không, tại vì mình đánh mấy lần rồi và con rồng không bị bật ra, bởi vì nó là boss mà chỉ có những cái con quái hay con gì thôi, mà thường những quái nổ chết mất tiêu rồi. Thì mình sẽ bắn cho thử các bạn coi ha, rồng nó sẽ bị đẩy lùi bởi cái cây pháo này ở phiên bản mới như thế nào ha. Đây các bạn, hiện tại thì mình đang đánh con rồng 2, con rồng 1 thì mình lỡ đánh mất rồi. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy con rồng nó văng chưa? Nó văng lùi ra xa chưa? Hồi xưa mình nhớ là không hề có chuyện này xảy ra, mà không hiểu sao bây giờ đánh một phát con rồng 2 nó văng mất tiêu luôn. Đó là buồn cười. Cái việc này thì giúp mà chúng ta đẩy lùi con rồng mà con rồng không thể tấn công ta được ha. Nhưng mà đôi khi thì đấy các bạn thấy không? Văng chưa? Văng sai chưa? Nó có làm được gì đâu. Rồng 1 thì mình quên, mình chưa thử, mình nghĩ chắc là cũng vậy thôi.
Để mình thử xem là rồng 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 ba như thế nào ha. Đấy, với rồng hai với bé này thì bắn là nó có làm được gì đâu, bắn một phát là văng mất tiêu luôn. Cây này thì nó cũng như chỉ số thì có vẻ như nó có tăng không nhỉ, để mình thực tí tí mình kiểm tra xem là nó có tăng độ bền hay không. Đợt trước thì nó là khoảng 300 gì đấy, nó không cao lắm và nói chung là nó hơi hơi dở cái vấn đề là không có khẳng được, nên là mình thường bây giờ mình không thích nữa rồi, mình thì mình hay dùng cây nọ thôi. Chứ thực ra cái pháo thì ở phiên bản cũ khá là ngon, chứ phiên bản này thì không cho khảm đá thì mất cái dòng vô hạn đó các bạn, hơi căng. Bây giờ mình sẽ thử sang con rồng ba xem là nó có bị văng hay không nhé mọi người. Con rồng ba mình sẽ đổi sang sáng tạo nữa, tại vì con này nó khá là mạnh nên là thôi đấy, mình sẽ bắn nó ha, mình sẽ bắn nó bằng cái chế độ sáng tạo. Như chế độ sinh tồn là mình cũng thấy hơi căng đấy. Ôi có văng các bạn ơi, vậy là con rồng 3 hay là rồng 2 đều bị bắn văng cả, có lẽ là chắc là con rồng 1 thì cũng không không ngoại lệ đâu. Ôi bị văng này đấy, thì cái này nó mới cập nhật gần đây thôi, chứ ở phiên bản 1.0.0 thì hình như là cũng chưa có đâu. Khi mà cập nhật phiên bản 1.0.5 thì mình mới thấy cái điều này xuất hiện ha. Có một điều khá là thú vị khi mình nhận ra, đó chính là khi mà chúng ta bay các bạn bằng bằng cái đôi cánh này ấy, thì nếu như mà chúng ta sử dụng thêm cái áo đá bóng ấy, thì chúng ta có vẻ như là bay nhanh hơn đấy. Để mình thử xem nha, không biết là có đúng hay không. Đây đấy, hình như là mình thấy nó bay nhanh hơn thật các bạn ạ. Không biết là có đúng hay không nhưng mà mình thấy là nhanh thật, có vẻ đấy, có vẻ là nhanh hơn. Thì anh em nào thử xem là nó bay nó có nhanh hơn hay không nhá, chứ mình thấy là có vẻ là khá ok đấy. Từ để mình đổi sang cái này đấy, nó nhanh hơn thật các bạn, nó có nhanh hơn, nhưng mà kiểu như là nó không rõ ràng là bằng cái việc mà chúng ta đi ở dưới ấy. Chứ còn đi ở dưới thì nó sẽ có một sự khác biệt khá là lớn rõ ràng, nhưng mà các bạn có thể thấy luôn là chúng ta di chuyển nó nhanh, rất là nhanh. Còn việc bay thì mình cũng chỉ mới thử gần đây thôi, mình cũng kiểu như là tại vì hồi trước mình thường là mình chỉ bay không thôi, chứ mình không có sử dụng thêm cái áo đá banh này. Ít anh em nào mà hay sử dụng cái áo đá banh này mà để di chuyển lắm, hầu như là không mấy ai sử dụng cả, nên là mình nghĩ rằng là các bạn nên sử dụng cái áo đá banh này như là một thứ mà để chúng ta di chuyển, tại vì nó còn nhanh hơn cả cái việc mà các bạn mặc cái áo choàng nữa, và hình như là đâu đó là nó cũng không hề thua kém ăn con gà quay thế nào đâu. Bạn ăn thêm con gà quay với lại sử dụng cái áo này nữa thì rất là ok luôn đấy. Với lại thêm một thông tin nữa khá là thú vị là cái búa này các bạn có thể đập nó trên không ha, và nó gây sát thương ở trên không luôn, nhưng mà những sinh vật nào ở dưới cái chân búa của các bạn đó thì nó sẽ bị sát thương thôi. Bây giờ mình sẽ thả các bé bướm đáng yêu ra và mình sẽ đập ha. Đấy các bạn thấy không, mặc dù mình ở trên cao nhưng mà các bé là vẫn đi như thường. Nó cũng khá là đau, cái này có thể được sử dụng ở dưới nước các bạn ạ. Để cho dễ thì mình sẽ thả mấy con bướm này cao hơn một tí ha, chứ nó hơi gần quá thì lại kiểu là dưới đất. Ok, để mình thử thêm một vài con bướm nữa, và có vẻ như là nó gây sát thương xung quanh ở trên không luôn. Cái việc này các bạn có thể thử ở dưới nước, nó cũng sẽ xảy ra với những con cá ha. Nên là anh em nào mà thích hái hoa bắt bướm thì có thể sử dụng cái búa này, tại vì đánh bướm là các bạn có thêm được kinh nghiệm đấy, nên anh em nên đánh bướm nhiều vào. Ok, thêm một thông tin về cái cây cung nổ được chế được cái xương rồng, mình đã chế được cái cây cung nổ xương rồng ha. Cái cây ở dưới là cái cây mình lấy trong sáng tạo thôi, còn cái đây là cây mình mới chế ở trong cây xương rồng nổ này, các bạn thấy không? Thì cái cây này là cái cây mà các bạn cũng đã biết đó, là nó được chế từ cái con rồng 2, phần thưởng từ rồng 2, thì chúng ta sẽ được cái cây mà có thể bắn ra hiệu ứng nổ như vậy. Cái cây này mình đã thử nghiệm rồi thì nó sẽ không cường hóa được ha, các bạn chỉ có thể bắn hiệu ứng thôi, nên là anh em sẽ không để điều chế hoặc là khảm đá vào được đâu. Hơi đen là bị như vậy, tại vì có cái cung này thì cũng ok đấy, nhưng mà không khảm đá vào thì khác nào trở thành phế vật đâu. Các bạn thấy rằng là có cả giáp dùng các thứ nhưng mà không có cây cung này ha, mình kiểu cũng hơi buồn là tại sao lại không cho phụ ma cái cây cung này. Hồi xưa thì các bạn có thể khảm thêm được, còn bây giờ thì thôi chịu đấy, chỉ để bắn cho vui thôi ấy, chỉ để gọi là bắn. Các bạn có thể đào đất hoặc là làm cái gì đấy, hoặc là phá săn phẳng, kiểu như là làm phẳng cái nền đất thôi, chứ cũng không có tác dụng nhiều nữa rồi. Thêm một thông tin nho nhỏ nữa là anh em nào mà hỏi mình là có làm máy farm kinh nghiệm quái bằng dân làng được không, thì câu trả lời là không nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ không thể làm máy farm dân làng bằng máy farm kinh nghiệm bằng dân làng được nữa. Bây giờ thì có làm thì mới có ăn thôi, nên là anh em từ bỏ mấy cái máy farm kinh nghiệm bằng bằng dân làng đi, nó không còn sử dụng được nữa đâu.
Ngoài việc ra các bạn có thể sử dụng máy farm mà các bạn tự đai đắng thì được, chứ còn dân làng là không được đâu nhá. Ok, có lẽ mình sẽ xin dừng clip tại đây bởi vì thông tin cũng khá là nhiều rồi, nên là mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Cũng đầy đủ các thứ rồi, không biết ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment bên dưới nhá. Và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.